căn nhà trọ ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để thăm một cái hoàn cảnh gia đình. Gà trống nuôi bốn đứa con nhỏ. Đứa lớn nhất chị mới 10 tuổi và đứa nhỏ nhất chị... Đứa lớn cũng 8-9 tuổi hả em? À, còn đứa nhỏ thì bật bao nhiêu tháng rồi à, em? Bữa nay được 7 tháng, gần 7 tháng rồi. Đó là những gì mà người đàn ông này, anh tên là Luân, vừa chia sẻ với Lê Anh Thiện. Anh đã trở thành một gà trống nuôi con, bốn đứa con, mà đứa lớn nhất cũng chỉ mới vừa có 7-8 tuổi thôi. Vợ thì vừa qua đời. Con mạnh khỏe, khôn ngoan, lớn học. Kính thưa quý vị, di ảnh này là vợ của Luân, người đàn ông mà Lê Anh Thiện đến thăm ở căn nhà trọ cũng chỉ vài mét vuông thôi. Bây giờ Lê Anh Thiện sẽ có một cái cuộc trao đổi với Luân nha quý vị. Đây là đứa bé mới được 7-8 tháng thôi, đang ôm mình sữa bú, mà bé đã vĩnh viễn mồ côi người mẹ của mình. Luân ơi, anh xin giới thiệu với Luân, anh là bên kênh YouTube Lê Hằng Thiện. Thì Luân có thể kể một cách đầy đủ nhất về cái hoàn cảnh mà em đang phải gà trống nuôi con đi Luân. Thì giờ vợ em mất rồi, em cũng ở vậy để nuôi con. Nhưng mà giờ thì cũng muốn đi làm nhưng mà chưa đi làm được, vì gỡ cháu nhỏ không được. Bây giờ đành phải ở nhà ôm con về thôi. Luân năm nay là bao nhiêu tuổi rồi em? Em năm nay 37. 37 quê em ở đâu? Dạ, quê em ở An Giang. An Giang. Còn vợ em nếu mà còn sống là bao nhiêu tuổi? Vợ em thì được cũng 34 rồi. Hai vợ chồng là cùng quê An Giang hết dạ, hả? Dạ không, vợ em thì ở Bình Thuận. Rồi hai vợ chồng đến với nhau từ năm nào? Dạ năm 2011. Là cách đây là đúng 10 năm rồi. Dạ. 10 năm thì thời điểm đó là em gặp vợ ở Sài Gòn luôn hay là ở Bình Thuận hay dạ, là... Em gặp ở Sài Gòn luôn tại vì đi làm công ty với nhau á. Rồi hai vợ chồng lấy nhau năm 2011. Dạ. Thì sau đó thì sanh đứa con đầu lòng vào năm nào? 2012 luôn. Là năm sau hả? Dạ. Đứa đầu lòng là trai hay gái? Dạ, đứa đầu lòng gái. Gái, bé gái thì dạ. Năm nay là bé được 9 tuổi đó. Dạ. Thì bé đi học hả? Dạ, bé đang học lớp 3. Rồi xong rồi sau đó là những năm tiếp theo là mình sanh những đứa nào? Dạ thì cũng thêm một đứa kế nữa, cũng một tổ đứa kế nữa cũng năm 2013. Rồi sau này tới một đứa kế nữa là tới cũng hết 4-5 năm sau em mới sanh thêm một đứa nữa. Đó, rồi nó cái tính nghỉ rồi cái ai ngờ đâu mới bảy cái dở kế hoạch. Mới ra tới tầng này ngốt này đó, rồi vợ em sanh xong rồi được đâu có tháng mấy ngày vậy. Rồi vợ em đang ngủ rồi tự nó mắt nó đi luôn, đi không hay vậy. Coi như là cách đây là chính xác nhất là cái ngày mà vợ em đi xa luôn, bây giờ là tháng mấy? Là tháng 9, mùng 7 tháng 9. Mùng 7 tháng 9 là lúc đó là bé trai này mới đẻ được tháng thôi. Mới được tháng 7 ngày. Là bé ra đời vào khoảng tháng 8 hả? Dạ đúng rồi, ngày 1 tháng 8. Ngày 1 tháng 8. Rồi giờ em kể lại cái thời khắc mà vợ em bất ngờ mà ra đi như vậy đi Luân. Thì cũng như thường mọi khi thì em đi làm về, rồi em cơm nước rồi cho ăn xong rồi cái thì em cũng nghỉ ngơi. Cũng những lúc vợ em mệt á thì cũng kêu em trông giùm, thì em cũng trông. Rồi sau tới ngày hôm đó em đi làm về, vợ em nói thôi em mệt quá trông cho em đêm nữa, cái thì em nói để anh cơm nước xong dọn dẹp xong rồi anh trông cho ngủ. Thì em cũng cơm nước dọn dẹp xong rồi em cũng trông cho ngủ, cho ngủ tới đâu khoảng 2 giờ vậy đó. Thằng cu nó dậy, nó giật mình, nó đói, nó dậy đi, em cho bú xong rồi cái nó dỗ nó ngủ lại tiếp. Em cũng nằm xuống thiếp là ngủ tới 2-4 giờ. Cu nó mới giật mình, nó mới khóc. Em cũng vậy, em cho bú xong rồi. Nhưng mà mỗi khi á, cho bú thì vợ nó cũng ngóc đầu vậy, nó nhìn nó coi. Thì có lần này sao mà em cho nhỏ bú xong mà sao nó cũng chẳng có ngó ngàng vậy, cũng chẳng ngóc đầu vậy coi đó. Em thấy sao kỳ kỳ.
em mới cho thằng cu nó bú xong rồi cái em mới quay lại em nhìn em thấy sao mà chẳng có ngó ngàng chẳng nhúc nhích gì hết. Em mới vịn cái vai á em lắc 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 nhưng mà hai ba lần cũng chẳng nhúc nhích gì hết. Cái em lắc hoài sao em thấy quảng lên sao thấy mà không kêu không nhúc nhích không lên tiếng gì hết. Em mới ra ngoài em la làng lên là bà con hàng xóm người ta đi tập thể dục á người ta nghe người ta cũng chạy vô người ta coi thì nói vợ mày đi mất rồi. Thì lúc đó em người lúc em thì coi như là hết biết gì luôn. Em chỉ biết em đứng em nhìn thôi chứ còn hết biết gì luôn. Mà trước đó là vợ em có những cái bệnh lý gì không? Đi sanh xong rồi có bệnh gì không? Không, sanh xong thì cũng chẳng có bệnh gì. Trước đó thì có cái bệnh tim ra trước thôi. À. Bệnh tim là bệnh tim lâu rồi. Bệnh tim từ lúc còn nhỏ lận nhưng mà thì vợ nó sanh cũng mấy đứa rồi nhưng mà thấy nó cũng bình thường. Mà sao không biết sao tự nhiên nó đi đột ngột vậy em cũng không hiểu luôn. Rồi ra đi để lại cho em một đứa con còn vừa mới sanh mới hơn một tháng thôi hả? Dạ. Và thêm ba đứa nữa. Dạ. Thì đứa lớn là chị gái còn hai đứa kế tiếp là hai đứa kế tiếp cũng là trai là trai không? Là hai đứa con trai luôn. Dạ. Vậy tổng cộng là một gái ba trai. Dạ. Bây giờ là đứa bé gái lớn với hai đứa kia là đều được đi học hết hả? Dạ, một đứa thì hai đứa lớn đi học trường nhà nước trường kế đây còn đứa thì nó đang đi nhà trẻ. Là chiều là tụi nó về đây hết á hả? Dạ chiều thì không, một có đứa thứ tư, đứa thằng trai thứ ba là nó gỡ nó trên bà nội, nó đi học trên bà nội, ở trên nội nó. Ở dưới quê luôn hả? Cũng đi làm trên này nè. À Bình nội Dương cũng đó. Lên Sài Gòn đi làm dạ, thuê. Đi làm thuê. Rồi gửi đứa con trai thứ ba. Dạ. Là kế đứa, Úc. Kế Úc đây nè. Dạ. Là thằng bé đó là mấy tuổi? Dạ 4 tuổi, hôm nay được 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi nội đi làm thì sao mà nó ở nhà với ai? Nội không, nội cũng không có đi làm, nội ở nhà cũng trông của con của hai đứa con của đứa em á. À. À thì cho nên cũng gỡ lên đó. Rồi thì cái điều quan trọng nhất là bây giờ em phải gánh nặng gà trống nuôi ba đứa con như thế này thì rồi cái việc mưu sinh kiếm tiền của em thì nó như thế nào để em có mà em lo sữa, lo tiền học, tiền ăn uống cho cả gia đình vậy luôn. Dạ em bây giờ thì có làm gì đâu cũng nhờ mạnh thường quân rồi cũng có người góp cho chút ít á thì với anh bên kia người ta cho được mấy em cũng dành dụm để ăn dần để mà lo cho cháu tới được một tuổi ngoài vậy đó em gỡ em mới đi làm được chứ giờ cũng đâu ôm cháu vậy cũng đâu có đi làm gì được đâu. Bé nó có bà ngoại không? Bên bà ngoại là có nghĩa là bên ba má vợ của em á? Bên ba má vợ thì còn bà ngoại vợ mẹ vợ thôi. Rồi ngoại thì cũng đi làm hồ làm đồ sống chứ đâu có ở nhà đâu. Ở Bình Thuận ha em? Dạ ở Bình Thuận ở ngoài đảo lần. Đảo Phú Quý hả? Dạ đúng rồi. Thì chắc là cũng không gửi được. Dạ. Rồi còn bên nội thì chỉ có mẹ em là trong thằng Út thôi. Bên nội thằng kế Út thôi hả? Bên nội thì nói chung ra thì nội thì cũng nói tiếng nội nhưng mà ông nội bà nội thì lo thôi nhau ly dị nhau từ lúc em còn nhỏ. Thì cho nên thì cũng biết cha biết mẹ thôi rồi còn cũng không có sống chung cho nên gỡ nhờ được lúc nào hay lúc đó thôi. Rồi cái lúc mà vợ em mất là con em nó còn đang bú sữa mẹ không? Không, cũng nó bú sữa ngoài không. Rồi những ngày mà sau đó thiếu hơi mẹ nó có khóc nhiều không em? Nó cũng có khóc cũng ít chứ không có khóc nhiều. Rồi cái điều mà chắc chắn là hai đứa con, ba đứa con lớn của em, nhất là đứa bé gái lớn á, nó sẽ biết được cái cảnh mất mát rồi. Thì em dạ. Có thể chia sẻ thêm cái cảm giác của những đứa con của em, nhất là bé gái lớn khi mà nó biết nó mất mẹ rồi thì nó như thế nào và đến hôm nay sau nhiều tháng rồi nó đã lấy lại được cái bình cân bằng lại trong cuộc sống chưa em? Thì hồi lúc đó nó cũng, bé lớn nó biết nó cũng khóc nhiều, nó khóc nhiều lắm. Thì em về thì cũng xong rồi lo tắm tang rồi cũng khuyên con rồi thôi. Nói giờ mẹ đi cũng nói nó là mẹ đi xa rồi, mẹ đi vậy rồi. Thì coi con cũng dáng ở nhà lo ăn học cũng có gì phụ tiếp ba rồi thì hiện giờ nó cũng đỡ rồi. Nó cũng ngoan ngoãn đỡ rồi. Thì giờ nó cũng đi học về nó cũng phụ em chăm con chăm em đồ cũng đỡ. Rồi lúc nào em làm ăn uống rồi xong rồi em mới cho nó lên học bài. Rồi còn nhiêu là đa số là em giữ. Bây giờ là chi phí hàng tháng là vừa sữa cho con, vừa tiền ăn trong gia đình, vừa tiền học, vừa tiền nhà trọ, điện nước thì nó khoảng bao nhiêu luôn? Em tính nhà trọ thì một tháng 1.700.000.
Còn tiền sữa của con em thì một tháng hồi trước thì nó ít, còn bây giờ một tháng cũng khoảng 2 triệu rưỡi. Rồi tiền ăn uống thì nhiều khi mấy cái tao ăn uống thì không chừng không đổi. Em thì nhiều khi ở nhà có gì em ăn ở đó. Còn không có thì em đi mua hộp cơm gì đó 20 ngàn em ăn cho lấy thôi. Những khi ngày chủ nhật đồ với con về thì em mới nấu cho nó ăn được thôi, chứ ngày thứ bảy chủ nhật đồ á ở nhà thì em mua đồ và em nấu cho nó ăn. Em có thể chia sẻ về cái việc chăm sóc các con của em, nhất là đưa sang chăm sóc mà đứa bé này nó cũng còn quá nhỏ như vậy, thì có khi cho em cái sự khó khăn gì không? Em kể cho anh và mọi người nghe một ngày của em với cái việc chăm sóc con như thế nào. Thì sáng hồi trước thì nó chưa có ăn dặm đồ thì cũng nó bú sữa được không cũng đỡ. Bây giờ thì sáng ra em phải lo cho kêu lo cho hai đứa lớn nó rửa mặt rửa đồ thay đồ thay đạt nó ăn rồi mới đi mua đồ ăn sáng cho nó xong rồi đưa đi học. Rồi mới quay về lo cho đứa nhỏ này, đứa nhỏ này xong sáng cho nó ăn cái cho nó ăn sáng ăn dặm á, ăn bột á anh. Rồi thì cho nó ăn bột xong rồi mới cho nó ăn, nó ngủ chơi, nó chơi đồ. Chứ còn chiều thì cũng vậy thôi, nhưng mà thì cũng lo thì cũng hơi vất vả, nhưng mà mấy tháng nay thì cũng nói chung là cũng tạm ổn tạm quen. Quen với cái vấn đề chăm lo cho nó. Cực không em? Dạ nói chung thì giờ quen thì nó không đến nỗi cực, nhưng mà chứ lúc mới đầu thì em nói nhiều khi em không biết điều này em say em sợ luôn. Rồi khi mà đưa mấy đứa nhỏ đi học thì đứa này em để nó ở nhà hay em gửi ai? Dạ trước thì lúc còn nhỏ thì còn ấy thì em có gỡ mấy người ngoài trước này, nhưng sau này nó lớn có khi thì nó ngủ thì em để nó ở nhà, còn nó thức thì em chở nó đi luôn. Chở bằng cách nào? Nó Em có cũng như có mua một cái đai á, em đai nó trước thì cho hai đứa kia ngồi đằng sau em chở đi. Rồi cái sự tính toán sắp tới, những cái thời gian sắp tới khi con em nó cũng cứng cáp hơn rồi em gửi thì em đi làm, thì cái việc mưu sinh của em đã có những cái tính toán như thế nào Luân? Thì em tính là xong nếu gỡ được nhờ con em á thì em đi vô chỗ làm cũ em làm, nhưng mà không bây giờ bên đó người ta cũng có người làm rồi nhưng mà không biết có xin lại được hay không, thì em cũng tính là quay lại đó làm tiếp chỗ đó, nhưng mà không biết giờ không biết có xin lại được hay không, nếu được thì đỡ còn không được thì em cũng phải đi kiếm việc khác làm hoặc là em đi làm hồ rồi thôi. À, chỗ làm cũ là làm cái gì? Dạ em làm đó em chạy xe ba gác á. À, em chạy ba gác Dạ cho một cái cơ cho một sở cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng nữa, là ba gác của em luôn hay của người không ta? là của chủ hết, em chỉ gia công em chạy thôi. Nếu bây giờ mà có điều kiện mà mua một chiếc xe ba gác để em làm chủ luôn em chạy, thì cái điều đó là nó có cảm thấy là phù hợp với em không? Em thấy nó tiện không? Nó nếu mà có mua được chiếc xe ba gác thì mua thì được thì có cũng đấy đỡ, nhưng mà nó Loại xe ba gác Trung Quốc đúng không em? dạ Rồi sao? À, em nói tiếp đi. thì bây giờ em thấy bây giờ mà cái thế hệ bây giờ nó cái xe đó bây giờ nó cũng nhiều quá, mà bây giờ nếu mua ra mà làm á, thì chạy được thì đỡ, mà chạy không được thì em sợ thêm tốn công thêm tốn sức mà không chạy được nó còn phí thế hơn, bởi bây giờ cái xe nó đã chà quá nó nhiều quá. Anh nghĩ rằng em phải suy nghĩ cái công việc nào mà em vừa kiếm tiền được mà em vừa có thời gian để mà chạy về nhà, hoặc là có thời gian để chăm lo cho những đứa con của mình, thì nó mới là cái sự hiệu quả đó. Thì em nghĩ cái chuyện chạy xe thì nó có cái thời gian để em trông nom những đứa con của em không, nhất là bé gái Nếu lớn nữa trong cái độ tuổi đi học? được được vậy thì có chiếc xe thì nó đỡ hơn, chạy thì nó đỡ, ngày nào có được chạy thì nhờ ngày đó. Thì giờ nếu có được mua được chiếc xe đó chạy thì nó đỡ hơn, trông con thì nó thoải mái hơn. Tại vì lúc đó mình làm chủ bản thân mình thì nó sẽ thoải mái hơn. Rồi chiều là mấy giờ mấy đứa nhỏ mới đi học về? Dạ chiều mấy đứa nó học thì cỡ khoảng 4:20 25 về. Là em đi rước hả? Dạ Em đi không rước như thế nào? dạ Từng đứa làm sao? không em đi trước thợ bồng nhỏ này đi, với lại trước hai đứa lớn trước đó, trước hai đứa lớn nó học chung một trường
học chung một trường, dạ. Trường công thì đóng tiền tháng nhiêu? Dạ, hay là có được những miễn giảm không em? Dạ cũng có miễn giảm một số ít thôi. Là nó ở bán trú lại ăn trưa, dạ, ngủ trưa đó luôn? Dạ, ở bán trú ngủ ở đó, ăn ở đó luôn. Đứa mà kế cái chị hai là học lớp mấy? Dạ học lớp 2 à. Lớp 2, dạ. Còn chị hai là... Chị hai cũng học lớp 3, còn đứa kế cũng học lớp 2 à. Rất là đáng thương. Rồi chị hai đi chợ này nọ nấu cơm là em đi hay chị, dạ, con gái lớn nó, dạ, em đi. Coi như là mọi việc là em làm hết hả? Dạ, mọi việc em làm hết. Chỉ nhiều khi em làm công chuyện thì em nhờ đứa lớn, nhỏ gái lớn nó trong này chốc lát thì đó. Năm phút lật ngồi dậy luôn em nè. Nó lật được, nó lật nó giường nó khó lắm anh. Có đi chích ngừa đầy đủ cho nó không em? Dạ có. Rồi Tết vừa rồi là có đưa cho các cháu về quê không hay là dạ, cũng ở trong có này? Có đưa Tết rồi, em có đưa các cháu về quê nội. Rồi hơi hôm nay bước đầu anh tới đây anh thăm Luân, dạ. Cũng nghe nói hoàn cảnh của em rất là thương. Thì anh cũng đại diện cái chương trình của anh, kênh YouTube Lê Hằng Thiện, cũng có những mạnh thường quân, cũng có cái quỹ. Anh xin trao cho em 2 triệu để em có thêm một chút xíu em mua sữa để mà cho con em cũng như là việc ổn định sớm cái cuộc sống lại. Rồi, em có vài lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em và các con em trong thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, ok em.